Ngày 12 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1988, ngụ quận 6 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 5, chị D, sinh năm 1988, ngụ quận 10, chở con trai 7 tuổi từ quận 10 qua hẻm 460 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân để đưa đồ cho mẹ ruột. Trong lúc đứng trong hẻm thì bé trai bị một người đàn ông chạy xe máy áp sát cướp giật mất chiếc iPad trị giá 12 triệu đồng. Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ Tài và thu giữ tang vật vụ cướp giật. Tại công an, Tài khai tài sản cướp được đem bán cho một cửa hàng điện thoại ở quận 6 với giá 2 triệu đồng. Trích lục hồ sơ, Tài có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.